Công khai bày tỏ thương nam em, rốt cuộc Đàm Vĩnh Hưng là bạn của ai? Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được biết đến với tư cách bạn thân của Trường Giang, nhưng mới đây anh lại công khai chia sẻ với nam em trên mạng xã hội. Cách đây ít phút, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bị các thánh soi trên mạng xã hội bắt quả tang, gửi bình luận chia sẻ với nam em sau bão scandal tình ái ồn ào với Trường Giang. Theo đó, sau khi nam em đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip dài 16 phút, ghi lại cảnh lên núi nghe cô Nguyễn Thanh Thúy răn dạy chuyện đời, tìm ý nghĩa cuộc sống, Đàm Vĩnh Hưng đã viết để lại bình luận thương, thể hiện sự chia sẻ sâu sắc dành cho top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Bình luận của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và tạo ra một cuộc tranh cãi. Rõ ràng thái độ của Đàm Vĩnh Hưng dành cho nam em sau cơn bão tình ái rung động showbiz là sự cảm thông chia sẻ. Nhưng điều đáng nói, Đàm Vĩnh Hưng là anh em thân thiết với Trường Giang. Cách đây vài ngày, chính anh đã có những động viên rất tích cực dành cho đàn em khi cả hai đi chung show diễn tại Quảng Ninh. Sáng nay ra sân bay, gặp lại chàng trai năm ấy, nam nghệ sĩ yêu hoa đào nhất Việt Nam, thương gì đâu. Nó chỉ ngồi im lặng cười và lắc đầu, mặc cho nguyên bày trợ lý của tôi chọc ghẹo sau xé. Nó hẹn tôi đi xem tôi hát tối mai, nhất định anh sẽ hát tặng em ca khúc Xin lỗi tình yêu và Tình yêu không có lỗi, ok. Những ngày qua, hình ảnh Trường Giang trở nên xấu xí hơn rất nhiều trong mắt công chúng, đặc biệt là khán giả nữ, sau khi nam em công khai tố danh hài bắt cá hai tay, bạc tình, phủ phàng. Sự chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Trường Giang là điều dễ hiểu, khi họ cùng là đàn ông, lại thân thiết và yêu mến nhau, không thể không bảo vệ nhau qua hoạn nạn scandal. Song sự chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng dành cho nam em khiến fan không khỏi ngạc nhiên vì không rõ cuối cùng ông Hoàng Nhật Việt đứng về phe nào, ta hay địch. Lê Phương lấy chồng 2 năm không được tặng nổi bó hoa, giờ chồng trẻ nâng như trứng mỏng, nhìn loạt ảnh chị em gato ói máu. Lấy chồng ít tuổi hơn, nhưng may mắn Lê Phương đã tìm được người trân trọng nâng niu cả cuộc đời sau cuộc tình đổ vỡ và bất hạnh. Diễn viên Lê Phương có khuôn mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình. Cô sinh năm 1985 tại Trà Vinh. Cô sở hữu vẻ đẹp chân chất mặn mà của người con gái miền Tây sông nước. Tuy vậy, đường tình duyên của cô khá lận đận khi kết hôn cùng nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan vì anh nổi tiếng đào hoa. Vì không thể nhẫn nhịn, Lê Phương đã chủ động chia tay chồng vào cuối năm 2014. Sau đó, cô gặp gỡ và quen biết nam ca sĩ trẻ Phạm Trung Kiên, anh kém cô 7 tuổi. Họ kết hôn vào tháng 8 năm 2017. Hai người đã từng vất vả để đến được với nhau vì rào cản của gia đình. Nhưng sau tất cả, Trung Kiên đã chứng minh anh là người đàn ông yêu thương vợ hết mực. Mở rộng trái tim để chào đón bé Cà Pháo, con riêng của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan. Đến nay, khi đã về chung một nhà, tình cảm của họ vô cùng thắm thiết. Lê Phương luôn thể hiện sự đảm đang khéo léo, lấy được lòng bố mẹ chồng. Trung Kiên tuy trẻ tuổi, nhưng lại là người đàn ông mẫu mực, chung thủy và hy sinh vì vợ. Anh chăm sóc cô từng bữa ăn giấc ngủ và thường xuyên chia sẻ tình cảm trên Facebook, khiến chị em bên ngoài nhìn vào ghen tị thay cho Lê Phương. Mới đây trên trang cá nhân, Lê Phương đăng tải hình ảnh Trung Kiên ngủ gật trên xe để chờ cô quay phim lúc đêm khuya, nữ diễn viên cảm thấy rất hạnh phúc. Trung Kiên thật bao dung khi đi hưởng trăng mật cũng cho vợ dẫn con riêng đi theo. Thậm chí anh còn mang cơm đến tận phim trường cho Lê Phương. Trung Kiên đợi vợ đến tận giữa đêm để tặng quà ngày 8 tháng 3 cho cô. Cả nhà bên nhau rất vui vẻ, Trung Kiên thay cha đẻ chăm sóc ở bên cạnh bé Cà Pháo. Đưa con đi gặp bác sĩ cũng một tay anh. Hai cha con nắm tay nhau thân mật. Lê Phương khoe Trung Kiên thường nhường đồ ăn cho mình. Lúc đi diễn cũng tận tay đeo giày cho vợ. Ai không biết sẽ nghĩ là hai cha con ruột vì họ quá thân thiết, không có khoảng cách nào. Họ đã cùng nhau qua một cái Tết ý nghĩa tại nhà bố ruột của Trung Kiên. Cuối cùng người phụ nữ chịu bao nhiêu đau khổ, nước mắt đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc thật sự. Hiện tại Lê Phương đang rất viên mãn vì tìm được bờ vai nương tựa đến hết cuộc đời. Họ là minh chứng cho tình yêu không có phân biệt tuổi tác, chỉ cần có sự đồng cảm và trái tim chân thành. Phản ứng của Hương Giang khi thấy Kim Lý, Hồ Ngọc Hà tình tứ như thế này. Dòng chia sẻ của Hương Giang lập tức nhận được sự chú ý từ phía cư dân mạng. Sau những ngày dài bận rộn tại Thái Lan để tham gia những hoạt động của một tân hoa hậu, thì mới đây Hương Giang đã trở về đến Việt Nam. Chưa được nghỉ ngơi, người đẹp ngay lập tức có mặt ở thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, hội ngộ nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Trấn Thành, Lý Quý Khánh trong một sự kiện.
Tân Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018 vô cùng cuốn hút, xuất hiện tại sự kiện trong bộ trang phục ánh kim lộng lẫy, mái tóc uống nhẹ đơn giản và sang trọng. Mặc dù có phần gầy hơn trước, nhưng Hương Giang vẫn rất xinh đẹp và tỏa sáng với thần thái rạng ngời. Sự kiện có sự góp mặt của Mr. Đàm và Quang Linh. Ông Hoàng Nhạc Việt là người anh thân thiết, hỗ trợ cổ vũ Hương Giang hết mình tại cuộc thi vừa qua. Tại đây, Hương Giang còn có dịp hội ngộ Hà Hồ, Kim Lý và Trấn Thành. Đây đều là những đàn anh, đàn chị thân thiết trong nghề với Tân Hoa hậu. Được xếp ngồi cạnh nữ hoàng giải trí, nên Hương Giang cũng tận mắt chứng kiến Hà Hồ, Kim Lý ngồi cạnh tình cảm đến phát hờn. Quá ghen tị với tình cảm của cặp đôi, nên vừa về nhà, Tân Hoa hậu đã lập tức treo ngay status tuyên ngôn choáng. Hương Giang tuổi thân chia sẻ rằng, rồi chắc chắn Giang sẽ hạnh phúc, Giang ơi, Giang đừng lo. Không ai đan tay mình, tự đan tay mình để thấy mình không lạc lõng. Khi anh ấy lấy áo khoác cho chị Hà, cô bé run rẩy đã có được áo của anh Lý Quý Khánh. Ở dưới phần bình luận, Hương Giang còn tâm sự thêm rằng cô cảm thấy lạc lõng giữa dòng người trên phố đông, thậm chí còn không có cơ hội thả thính ai vì lát sau Trấn Thành đến ngồi bên cạnh. Ngay khi vừa đăng tải, dòng trạng thái của Hương Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước lời chia sẻ của cô nàng. Hơn giỏi là vậy, nhưng trong bàn tiệc, Hồ Ngọc Hà và Hoa hậu Hương Giang vui vẻ trò chuyện với nhau. Hồ Ngọc Hà thăm hỏi và chúc mừng Hương Giang về chiến thắng của Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018. Nam em, còn lý do gì nữa đâu để vương vấn tự làm đau đớn? Chẳng ai đâu giúp nam em, cũng chẳng ai thương cô bằng chính cô, thế nên không cần phải tỏ ra yếu đuối. Đại diện cho hội những người yêu cũ của Trường Giang để lên tiếng một lần cho xong, để danh hài biết mình sai mà thay đổi, nam em đã rất mạnh mẽ khi nói ra điều đó. Chỉ là sau khi cô tường tận mọi việc, chẳng biết Trường Giang có suy nghĩ gì không, cũng chẳng biết hội những người yêu cũ của danh hài có thấy biết ơn về điều đó. Chỉ biết rằng sau cơn đau vì tình, nam em lại đón tiếp một đợt sóng mới đến từ công chúng. Số đứng về phía cô thì ít, số phản đối lại quá nhiều. Cũng đúng thôi, vì trong cuộc tình này, hơn ai hết cô biết mình đứng ở vị trí nào. Thế nhưng vì yêu, cô chọn bất chấp tất cả, thậm chí đến khi người ta đã ngỏ lời cầu hôn với người kia, cô vẫn mạnh miệng tuyên bố có thể chết vì anh. Những tưởng khi đã dám sống vì tình yêu của mình một cách quyết liệt như vậy, thì nam em sẽ mạnh mẽ một cách trọn vẹn. Nhưng không, ngay sau đó người ta thấy nam em suy sụp, tình trạng còn tệ hơn, đến nỗi đám đông đồn rằng cô tự tử. Rồi thay vào sự tươi tỉnh trong các bài phỏng vấn trước đó là hình ảnh nam em gầy gò, vật vờ trên giường bệnh. Ra viện, cô tìm đến nơi vắng vẻ, nghe những lời tâm sự của cô Thanh Thúy, người phụ nữ nổi tiếng với câu nói bình tĩnh sống trong game show Thách thức danh hài. Lần này, thần sắc người đẹp đã có sự tiến bộ, nhưng nghe toàn bộ cuộc đối thoại, ai cũng nhận ra nam em còn vương vấn rất nhiều. Dù cô hầu như chẳng nói gì, chỉ ngồi trầm ngâm, nhưng chủ đề của câu chuyện đã nói lên điều đó. Chưa kể việc quyết định đăng đoạn clip lên trang cá nhân cũng là minh chứng cho thấy rằng tinh thần của cô chưa thực sự ổn định. Bởi đơn giản, nếu đã thấy an yên, nam em sẽ không cần quan tâm đến phản ứng của công chúng về những điều cô đã và đang làm. Đến đây, số đông thấy cô thật tội nghiệp. Tự mình yêu, tự mình phiền muộn, rồi lại tự mình khổ mình. Có bao nhiêu tha thiết cô đặt hết vào cuộc tình đó để rồi nhận lại chỉ toàn nỗi đau. Có bao nhiêu tình cảm cô dốc hết cho danh hài, rồi hiện tại cô nhận lại được điều gì? Giữa tâm bão dư luận, anh vẫn chọn cách im lặng để bảo vệ tình cảm với Nhã Phương. Thái độ ấy lạnh lùng và dứt khoát, như anh buông tay cô mà ra đi vậy. Thế thì cô có lý do gì nữa đâu để vương vấn, để tự làm mình đâu? Nếu có điều gì nam em làm trong lúc này thì chính là mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc tình oái âm. Nhưng khi cô đến, như vậy bản thân nam em sẽ ít bị tổn thương, mà những người xung quanh cũng chẳng có cơ hội nhìn cô với ánh mắt ái ngại, xen lẫn thương hại. Huống gì thất bại trong một cuộc tình không phải là tất cả. Nó là lý do khiến bất kỳ ai cũng thấy đau khổ. Nhưng cảm giác ấy vốn chỉ mang tính nhất thời. Thời gian và những trải nghiệm cuộc đua cuộc sống sẽ thay đổi tất cả. Đó là chưa kể nam em chỉ mới 22 tuổi. Nhan sắc và công việc sẽ mang đến cho cô nhiều cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông tốt hơn. Hay ít nhất cũng biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình hơn. Thế nên việc nam em vì đó mà làm ảnh hưởng đến tên tuổi của bản thân, phá bỏ đứa con đầu lòng rồi khiến sức khỏe đi xuống là việc xem ra có phần dại dột. Bởi trên đời này làm gì có ai yêu cô hơn chính bản thân mình. Vậy thì nam em cứ mặc sức mà tỏ ra mạnh mẽ, yếu đuối cũng chẳng để ai xem.
Hương Giang xúc động gặp lại cô giáo đầu tiên sau 6 năm, không ai khác chính là Mỹ Tâm. Hương Giang đã không giấu nổi xúc động khi bất ngờ gặp lại Mỹ Tâm trong một sự kiện gần đây. Vừa qua, Hoa hậu Hương Giang đã trở về Việt Nam sau hành trình đầu tiên tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới 2018. Khi tham gia sự kiện, Hương Giang vô cùng bất ngờ khi được gặp lại cô giáo đầu tiên trong nghề của mình, không ai khác chính là ca sĩ Mỹ Tâm. Ngay sau phần trình diễn của giọng ca Người hãy quên em đi, tân hoa hậu đã ôm bó hoa từ hàng ghế khán giả lên tặng cho Mỹ Tâm. Hương Giang chia sẻ, em không biết làm sao gặp được chị. Chị Mỹ Tâm là cô giáo đầu tiên của Hương Giang. Em rất xúc động vì 6 năm rồi, em mới gặp được chị. Gặp chị ở đây, em chỉ muốn chúc mừng chị. Hoa hậu Hương Giang trong sự kiện tối qua. Trước đó, cô dùng bữa tối với các nghệ sĩ Việt như Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Trấn Thành. Phần trình diễn của Mỹ Tâm trên sân khấu được Hương Giang đăng tải trên Instagram. Sau khi Hương Giang tiến lên sân khấu, Mỹ Tâm đã rất vui mừng đón nhận tình cảm của cô học trò cách đây 6 năm. Nữ ca sĩ cũng không quên gửi lời chúc mừng cho thành công với ngôi vị tân hoa hậu của Hương Giang trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Hương Giang là học trò của ca sĩ Mỹ Tâm trong cuộc thi Việt Nam Idol 2010. Chị Tâm là người mà Giang rất hâm mộ từ khi còn nhỏ. Chị cũng là người thầy đầu tiên mà Giang có trong nghề. Giang cảm thấy cách sống, cách chị ấy lao động, cống hiến cho xã hội khiến Giang lúc nào cũng xúc động bởi chị Tâm là một người vừa tài năng lại vô cùng nhân hậu. Hương Giang chia sẻ về Mỹ Tâm. Mỹ Tâm là người thầy đầu tiên trong nghề của Hương Giang. Mỹ Tâm từng âm thầm ủng hộ Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế.